thận trọng thôi bạn, đồ nhỏ bạn, tại nãy thấy chưa mở bao ra, tưởng đâu nhỏ. Đây cũng trọng các bạn, đó, các bạn thấy cái lụm mình không, bạn điểm ra chính đâu ngang nha các bạn, trọng các bạn, tưởng đâu nhỏ hay trọng. Chào các bạn nha, chào các bạn buổi sáng nha, hôm nay đi thăm bẫy bạn, này dẫn mấy bạn đi thăm bẫy rắn chơi nè. Vô tao cái bẫy đầu tiên rồi các bạn. Cái này có chạy con cặp trong đây. Trời ơi, nghe nó nặng nặng không biết đứng dây hay là dính đây mày. Chỗ chắc dính quá. Ủa, hồi sao cái bẫy nó nghiêng vậy? Bẫy nằm đứng như này các bạn, mà không dính gì hết trơn. Chỗ còn tốt lắm nha. Quên các bạn. Mãi đi tới đây đi qua luôn. Còn cái thằng đây nữa mà đến vườn thăm các bạn, mới dầm lại. Mặt bẫy không nhớ các bạn. Tùm lum hết. Rồi, con cái luôn các bạn. Có gì không đây? Rồi nhà ghê luôn các bạn, còn nguyên xe hết luôn, lúa chuột còn nguyên hết các bạn. Thôi nãy giờ thăm được mấy cái rồi các bạn, cũng không có gì hết trơn. Tới cái này thử làm sao đây, đây các bạn. Tuốt dưới đây coi nhẹ ghê luôn các bạn ơi, chuột chụp quay quá. Chuột chụp quay rồi bạn, không có dính gì hết mà chết hết con chuột các bạn. Cái lòng chuột nãy giờ mình để ra ngoài rừng này, không có đem vô trong. Để nó đi có ông anh giữ xe theo, phụ giữ xe làm biến, xách cái lòng chuột theo. Các bạn không chuột nè, để qua đây làm biển cầm theo, nó thay cầm ha, hồi sẵn đi cách cái này đem đi đổi điểm luôn các bạn. Vừa gặp tới đây mà anh đi đâu mục tiêu à, xe để đây, chìa khóa để đây luôn, ông đi đâu mục tiêu à. Nghe ơi, nghe nghe ơi, à, ở đây mình con cá nữa nè các bạn, đây nè. Ôi, giờ không... Nãy giờ cũng chạy mấy cái rồi, không có nhắc, không có quay ra. Rồi, còn hộ hành chút xíu bạn ơi. Rồi, đừng kẹt đầu được. Rồi, lâm mở hàng luôn các bạn ơi. Chá nắng mấy bạn thấy không? Đây bạn, nó hành nhỏ nhỏ. Mấy con cá này nè. Rồi, chuột còn nguyên nữa bạn. Rồi, đấy bạn. Nghe ghê luôn bạn ơi. Chỗ cũ như đây mình con cái bạn, đây bạn, nóng nặng rất thật, chuyện này nhẹ ghê mà, ghê luôn, chút chút cũng nguyên nữa bạn, cho nó đục lưới miếng dừa bạn, đây bạn. Wow, tao lúc này con cái bạn coi dưỡng đem đi. Rồi, nhẹ ghê. Chuột nó chạy ra chạy vô. Thục la thục giống chào. Hỏi lương thực của nó đâu. Hỏi còn nguyên mà. Các bạn, cái điểm quen thuộc không các bạn? Điểm mình không dính con người này các bạn. Ai chạy thằng nữa các bạn. Mình tính không có dính, mình không có quay các bạn. Đó.
nãy giờ thăm mấy cái không có quay mấy bạn không ngờ các bạn. Chào bả luôn các bạn. Rồi, chút xíu nữa mình ra bắt cho các bạn coi nha. Dưới đây còn cái thăm luôn các bạn, thăm luôn con gà bắt con ngựa các bạn, thăm luôn xong gà bắt con ngựa cho các bạn coi. Rồi như vậy chục con luôn các bạn. Cái bọc máy thì là không dính, cái không bọc máy là dính. Này, cho nó miếng dưa, thịt lúa còn qua trời. Lớn luôn các bạn, nó bự như con thì rồi cũng điểm đó các bạn. Bắt con ngựa cho các bạn coi nha, đeo tài cho các bạn. Quỷ này cắn mất công rồi, gỡ răng cực lắm các bạn. Hồi nãy nè, hồi nãy bắt dằn bao luôn mấy hơn. Thùng gì nãy bạn tiện lắm, đứt tay xuống khác rẻ, vừa rẻ vừa dễ xài đây bạn, vừa rẻ vừa dễ xài nha. Cẩn trọng thôi bạn, đâu có nhỏ bạn, tại nãy thấy chưa ở bạo kìa, tưởng đâu nhỏ. Đây cũng trọng các bạn. Đó, các bạn thấy cái lụp mình không? Các bạn điểm ra chín đô ngang nha các bạn. Trọng lắm các bạn ơi. Tưởng đâu nhỏ hay vậy, trọng. Lớn quá. Rồi chim cửa bắt ra cho các bạn coi luôn. Bắt xong rồi mình chỉ cho các bạn coi cái này nè. Chịu không nổi bạn, dài chịu không nổi bạn, làm cục vậy sao chim cửa các bạn, quá trời quá đất, tưởng đâu nó nhỏ hay vậy cũng bự các bạn, đừng ngang ha. Bạn thấy mình nghe không? Quá hợp. Quay lại vậy cho nó lên. Dạ em. Dạ em chơi. Dạ đâu. Dạ em chấn liền. Đây bạn. Nó ngấu nghiến cái bao tay không, ăn đã luôn. Cái đó không đeo bao tay là gỡ găng xỉu á. Gỡ găng mệt mỏi nó luôn á. Nhàn ché mà đã không, ngại không ngừng ngại mà. Rồi xong phim, mới mở ra cái chết hả các bạn ơi. Thì vậy thường nó chết nó hả hỏng luôn các bạn ơi, tội nghiệp các bạn. Siêu giả chết nha các bạn, chiêu ra chết chùm luôn, không có giỡn đâu, mệt mỏi ở đây giỡn với mày, bạn bè coi chán mất thời gian. Rồi thôi bỏ vô bao các bạn, nó hả họng nha các bạn, giống quỷ vậy. Thôi nha các bạn, không có chơi nữa, không giờ bỏ vô bao đi các bạn, còn mấy cái nữa. Hai em tên Hổ Hạnh, tên Hổ Ngựa. Trời, tới giờ này nó còn giả chết luôn, hay thiệt. Đây cho các bạn coi cái lụp của mình nè,
cái lợp này đó là bị hư nha các bạn, mình giá lắm hết trơn à. Mình lấy hai cái miệng hơm nè, lấy hai miệng hơm mình chập thành một miệng đó. Cái này là có một miếng hơm mà nha các bạn, lúc mà đặt nằm nó xuống vậy là nó vô thôi. Ý tưởng của mình á, có một miệng à, cái lợp này là dính nhiều lắm rồi nha các bạn, có lần dính hổ hành 8 lạng nè các bạn. À, cái con hổ hành 8 lạng là cái con hổ hành mình làm lấy xô ở ngoài cái hồ cậu á các bạn, nó nãy lợp này nè các bạn. Rồi để mình đi thăm tiếp nha các bạn. Rồi, sướng rồi các bạn ơi, nãy giờ thăm má lửa luôn, không có dính gì hết. Như là trưa nắng quá mình cũng không tin không quay nữa, quay về cũng mất công cắt clip chứ làm cái gì, không dính mấy bạn coi cái chén thấy không. Này nè các bạn, vô gặp cái bãi này làm cục này đã không các bạn, chứ các bạn lực này lực nhỏ các bạn ơi, nhỏ mà nó dính này ngon quá. Đó, đây các bạn ơi, quá đã luôn các bạn ơi. À, bạn có cái đầu quá à, nó chuồn nâu các bạn, coi nâu các bạn, sung sướng rồi các bạn. Mình tính thăm cái hay cái nữa, mình kết thúc clip mình tạm biệt chia tay các bạn. Hai à, giờ dính vậy nè, quay lên cho các bạn coi luôn, sướng nha các bạn, nâu các bạn. Rồi, tạm gắn cái trống rồi quay cho các bạn coi, bắt cho các bạn coi nha. Rồi, để bắt gắn cho các bạn coi nha. Nãy giờ tính chữ quan chuột rồi bạn, thao đóng gác chứ mà nặng dữ. Ai về vô mảnh vô cái tật lúa xúc lại chim luôn, lúa chim cửa luôn bạn. Rồi bạn về chim đâu đó chung lên nè, ra đại ca em trai dễ thương. Trời ơi, chung vô đây không có mấy ra, nổi chuột ra luôn rồi, hên quá, vũ ngoài vũ ra luôn, đi ra, ra, biết đừng ra không, hà lũi xuống dưới nữa à, trời ơi, nó lũi dưới không bị cu, để nó không chịu ra bạn ơi. Lúc này là ổ hành khủng khủng lớn lớn chạy không nha các bạn, ngon lắm các bạn, sướng lắm á. Rồi rồi, ổ chuột có mắm bù hốc luôn. Vô lấy cây chim bắt cho lẹ các bạn. À, nó lằn quằn mình mệt theo nó luôn. Chim cái lạnh chung vô đó hay thiệt, phải nói mày siêu quá, mày siêu lắm á. Ở dưới kia không chịu ra, ra đâu đây hả, đi ra chạy cái ụt ra coi, chạy cái ụt ra cho tóc hành coi. Thôi ra đi đại ca, mà đại ca ơi. Sảy ngựa này tao quýnh mày chết luôn á nha. Nha mày hành.
ra họ xảy người ta quýnh mà chết luôn á. Ta mở cái bao ra rồi á, ở dưới cũng đi đâu ở đây, trời ơi kia nó chung dưới, nó chung sát dưới luôn, giỏi thiệt, phải nói biết nghe lời ghê. Hành này nó làm mệt chứ, đúng hành luôn á các bạn ơi. Các bạn coi hành nè, nó làm mệt luôn nè. Đây nó thì view cận cảnh cho các bạn coi hành này nha các nha. Sướng sướng các bạn. Đã các bạn. Giờ anh không chưa ra nằm luôn à, cửa là chèn mở sẵn rồi nè. Cửa mở sẵn, kim hai cây mở sẵn mà không chịu ra các bạn. Tức chứ, đút cái đầu lâu sọt lưới. Cỡ mày sao mà gắn nổi cái lưới này mà gắn. Cỡ mày là bao kẹt đầu luôn. Chà bá luôn các bạn. Ngon các bạn. Nó lì quá nó không chịu ra. Bạo lực thôi các bạn ơi. Bạo lực nó nha các bạn. Dạ. Đại ca. Đút cái đầu vô đây, dưới đây. Mày chắc tao cho mày. Rồi, dạ, cung. Mạnh lắm rồi. Không giận nè. Dạ mày. Dạ. Mau lên. Dạ. Tụt ra. Đó. Rồi, xong. Ổi, ỉa, đáy. Wow. Ghê quá. Sướng các bạn. Ghê các bạn. Đáy, ỉa, tứ tung hết luôn. Gớm luôn. Ồ, ghê quá. Ghê quá. Cho vô bao thôi các bạn ơi. Rồi các bạn. Đã rồi, sướng rồi. Dạo này chạy về không cũng được. Quá ngon. Kiếm tiền đi đâu, đào tẩu đi đâu. Vô cảnh cho có bạn bè đi. Đó. Có hành em với lại ngựa bạn mày đó. Cầm bọn. Rồi tạm ngưng nha các bạn. Tạm ngưng mình xử lý cái bẫy này cả nha. Rồi mình bụi chuối đó mình còn cái kết thúc video luôn nha các bạn. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Để qua thăm với mình các bạn. Đây đậu sẵn luôn. Hàng khủng chạy cái coi. Rồi nhẹ ghê. Phát lương luôn. Đó tối qua chẳng mấy bạn không thấy đâu, thôi cũng làm biến khúc nắng quá các bạn ơi. Giờ tranh thủ chạy về các bạn, thở hết nổi à, nắng quá trời quá nè. Để đây đi bạn, này mình cũng không cần đây kính luôn. Điểm nhà các bạn, rồi mấy bạn nha, chúc mấy bạn xem clip vui vẻ nha, chúc mấy bạn làm mọi công việc đều thuận lợi nha, bye bye.